lại với đồ chơi di động.com. Hiện tại mình đang có trên tay miếng dán cường lực dành cho chiếc điện thoại Sky A860. Đây là miếng dán màn hình đến từ nhà sản xuất Okemon. Và cái điểm đặc biệt của miếng dán cường lực này đó, nó rất là mỏng, chỉ có 0.1mm thôi. Thì khi đó thì chúng ta sẽ có cảm giác nó không có bị dày lên sau khi dán so với những cái miếng dán trước. Miếng dán cường lực thông thường thì nó có độ dày cũng gấp mấy lần cái này. Dán xong chúng ta thấy nó khá là dày lên. Và cái độ cứng của miếng dán này vẫn như các dòng miếng dán cường lực khác, vẫn là 9H. Tuy nhiên thì nó có cái độ mỏng tốt hơn, độ dẻo tốt hơn, không bị vỡ ra khi rớt. Tuy nhiên thì cái bề mặt của nó là dễ trầy hơn so với cái dòng miếng dán cứng. Tuy nhiên thì nó sẽ ngược lại, được cái này thì mất cái kia, sẽ bảo vệ cho màn hình chúng ta tốt hơn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem miếng dán màn hình bên trong. Đây là miếng dán bên trong. Thì cái phần màu xanh này chỉ là cái phần màng bảo vệ bên ngoài của miếng dán thôi. Khi các bạn lột hết hai mặt của miếng dán thì đó là một miếng dán hoàn toàn trong suốt. Và miếng dán này thì chúng ta có thể bẻ cong được, không sợ nó vỡ ra như cái miếng dán cứng. Là khi rớt xuống thì nó đảm bảo sẽ không có vỡ ra như cái loại miếng dán cứng trước đây. Và mình sẽ tìm thấy trong hộp của nó sẽ có hai miếng khăn. Khăn số 1 là miếng khăn còn ướt dùng để lau cái màn hình trước khi dán, làm sạch các vết bẩn cứng đầu. Và cái miếng dán miếng là khăn thứ hai là miếng khăn khô, các bạn sẽ lau lại cho màn hình chúng ta khô và sạch hơn. Và sau đó chúng ta tiến hành dán. Cái phần giới thiệu miếng dán cường lực của Okemon dành cho chiếc điện thoại Sky A860 với độ mỏng chỉ 0.1mm của đồ chơi di động.com đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.